Hello, xin chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình là Kiên. Và video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp lại một nhà nước hoa rất nổi tiếng, đó chính là nhà nước hoa Dior. Và mỗi lần nhắc tới nhà nước hoa này thì các anh em nam giới không thể nào không nhắc tới chai nước hoa Dior Sauvage này, đúng không? Nhưng mà hôm nay thì không, hôm nay mình sẽ nhắc tới một bộ sưu tập khác của nhà nước hoa này. Đây là bộ sưu tập Dior Home. Và mình nghĩ rằng nếu ai là fan của nhà Dior và chỉ với ba chai nước hoa này thôi, ba chai nước hoa sắp sửa mình review đây, thì các bạn có thể tự tin sử dụng vào bốn mùa xuân hạ thu đông và vào mọi lúc mọi nơi mọi dịp luôn. Chúng ta hãy cùng xem đó là những chai nước hoa nào nha. Chai nước hoa đầu tiên mà mình muốn nói trong bộ sưu tập này đó chính là Dior Home Intense. Đây các bạn có thể nhìn thấy, đây mình lấy nét cho các bạn đó. Thì mỗi lần nhắc tới một chai nước hoa hay là mình tư vấn cho bạn nào đó một chai nước hoa của người đàn ông trưởng thành, sang trọng và quyến rũ, thì mình luôn luôn nhắc tới em nó. Cái điều mà mình không thích ở chai nước hoa này đó là cái mùi hương ban đầu khi xịt ra thì nó khá là khó chịu. Sorry nha. Đó. Thì nó khá là khó chịu. Nhưng mà khoảng tầm 15 phút sau thì các bạn sẽ cảm thấy cái mùi bột phấn và hơi kem kem của hoa lavender hay gọi là oải hương kết hợp cùng với xạ hương. Thì cái mùi hương này nó các bạn cảm thấy rất là quen thuộc. Các bạn như kiểu bạn ngửi ở những cái đồ trang điểm cao cấp của chị em phụ nữ vậy. Và sau đó thì là sự mềm mại của hoa diên vĩ hay gọi là hoa iris kết hợp cùng với gỗ và sự mạnh mẽ của cỏ hương bài. Thì cái tổ hợp mùi hương này nó rất là quyến rũ, rất là sang và lịch sự. Cùng với đó thì mình vừa cảm thấy nó vừa có sự mềm mại, vừa có sự mạnh mẽ, có lẽ là do của hoa diên vĩ kết hợp cùng với cỏ hương bài. Mùi hương này thực sự rất là tuyệt. Các bạn chỉ cần xịt cái mùi hương này và đi vào đám đông, các bạn không cần làm gì cả, người ta sẽ biết được sự có mặt của các bạn. Và cái mùi hương này thì mình nghĩ rằng nó sẽ hợp với những cái phong cách của những bạn quần âu sơ mi làm văn phòng, nhưng mà nó có kiểu hơi cổ điển một chút. Và cái độ bám tỏa của em này thì cũng rất là tốt, nên là mình khuyên các anh em nên sử dụng vào mùa đông. Và đây là chai nước hoa mà nếu như các bạn thích cái nốt hương hoa diên vĩ thì các bạn phải có trong tủ. Đó. Chai nước hoa tiếp theo mà mình muốn nói tới trong bộ sưu tập này đó chính là phiên bản Dior Home Sport. Đây. Đó. Các bạn nhìn thấy, có chữ Sport đây. Và về cái hình thức của nó thì cũng có phần khá khác với phiên bản này. Thì cái phiên bản trên tay mình đây là phiên bản từ năm 2014. Đó. Thì bản này đến nay thì đã bị thay đổi công thức rồi, nhưng mà nó bị không thay đổi quá nhiều. Thì đây là một cái mùi hương mà mình rất thích. Nhưng mà chỉ là ở trên giấy và trên da người khác thôi. Tại vì lên da mình thì mùi hương này nó bị hơi chua và nó hơi khó ngửi. Đó, nên là nhiều người anh em chơi với mình bảo là do cái nhân phẩm của mình kém nên là cái mùi hương này nó không lên được. Nhưng mà thôi kệ, chả sao, đỡ tốn tiền. Đó. Thì khi các bạn xịt cái mùi hương này ra thì các bạn nhận được cái mùi cam chanh bùng nổ trước mặt luôn, nó rất là tươi mát. Cái mùi cam chanh này nó được làm mạnh mẽ hơn bởi cái vị cay của gừng. Và sau đó khi cái mùi cam chanh này nó dịu xuống thì các bạn sẽ thấy DNA của nhà nước hoa này, đó là hoa diên vĩ. Cả bộ ba chai nước hoa này đều có DNA chung là hoa diên vĩ nhá, để cho các bạn dễ nắm được. Các bạn nắm được là DNA của bộ Dior Home này nó đều là hoa diên vĩ. Nhưng mà hoa diên vĩ ở đây nó lại làm rất là khác so với phiên bản Dior Home Intense kia. Hoa diên vĩ ở đây nó có phần rất là tươi, nó rất là mát, nó chỉ làm nền thôi. Nên là mình rất thích cái cách phát triển của chai nước hoa này. Và với mình, mỗi lần mình stress thì mình đều mang chai nước hoa ra xịt lên giấy và ngửi nó, không làm xịt lên tay tại vì nó bị chua. Đó. Thì với chai nước hoa này mình sẽ hình dung đến một người đàn ông có cái phong cách rất là trẻ trung, năng động, tràn đầy năng lượng. Và tất nhiên rồi, với mình đây là chai nước hoa trẻ trung nhất trong ba chai nước hoa này. Đó. Và về cái độ bám tỏa của nó thì em nó lưu hương ở mức trung bình khá, và nó tỏa hương có phần hơi kém. Nó chỉ là như kiểu skin scent thôi. Nhưng mà mình nghĩ rằng với một chai nước hoa mà sử dụng chủ yếu là cho những cái hoạt động ở ngoài trời, thì chai nước hoa này khi các bạn hoạt động ngoài trời thì nhiệt độ cơ thể của bạn sẽ tăng lên và làm cho cái việc lưu hương và cái độ tỏa hương nó có phần được đẩy lên khá nhiều. Nên là khi các bạn nhiệt độ cơ thể tăng thì nó sẽ làm cho độ tỏa hương được tốt hơn. Và đó cũng là cái, chắc là cũng là một cái
ý định của nhà nước hoa này làm cho phiên bản Home Spot này. Và đây là chai nước hoa mình thích nhất trong bộ sưu tập này. Và để khắc phục cái việc bám tỏa của chai nước hoa này thì các bạn có thể sử dụng phiên bản mới nhất của nó. Còn phiên bản này là phiên bản Home Spot phiên bản 2014 rồi. Cái phiên bản này thì đã không còn sản xuất nữa. Đó, nhưng mà cái mùi hương bản mới thì nó không khác gì mấy. Để khắc phục thì các bạn có thể sử dụng cái phiên bản mới của nó. Chai nước hoa cuối cùng trong bộ sưu tập này mà mình muốn nói tới đó chính là Dior Home Cologne. Đây, các bạn này nhìn thấy, mình zoom vào. Đó, các bạn nhìn thấy ống màu bạc không? Nếu như bạn nào mà mình chỉnh lại. Nếu như bạn nào mà chơi nước hoa lâu ấy thì các bạn cần nhìn thôi là các bạn biết là cái phiên bản này là phiên bản nào. Trên tay mình đây đang là cái phiên bản 2007. Và phiên bản này thì đã không còn sản xuất nữa và việc mua nó trên thị trường khá đắt. Tại sao mình lại lấy cái phiên bản này để review cho các bạn mà không phải là phiên bản mới? Tại vì phiên bản mới của nó thì đã bị mất nốt hương hoa diên vĩ rồi. Nên là cái phiên bản mới đấy, bản cũ này nó mới có. Và tất cả cái bộ sưu tập này Dior Home này ban đầu nó đều có nốt hương hoa diên vĩ và nó là DNA, nó là cái trái tim của cái bộ sưu tập này. Vì thế nên là mình muốn lấy em này để review cho các bạn. Thì với mình đánh giá ngay ban đầu em này là một phiên bản dễ tiếp cận hơn và là phiên bản có phần yếu hơn, nhẹ nhàng hơn nếu như bạn nào không chịu được cái phiên bản Dior Home Intense. Đó. Tại sao lại như vậy? Thì khi các bạn xịt ra thì cái mùi cam và mùi hoa cam cùng với oải hương nó sẽ tạo nên một cảm giác như các bạn là cái tinh dầu mà nó có phần hơi khô của hoa cam vậy. Đó, nó rất là dễ chịu, nó rất là dễ tiếp cận mũi của bạn chứ nó không sộc và mạnh như cái phiên bản Dior Home Intense này. Và tất nhiên thì sau khi cái mùi hương ban đầu đó dịu xuống thì hoa diên vĩ nó sẽ trỗi dậy. Nhưng mà cái nốt hương hoa diên vĩ ở đây nó được kìm hãm bởi những cái nốt cam và hoa cam này. Và ở đây thì các bạn hãy nhận thấy một chút ngọt của bột cacao nữa. Và cái mùi hương này mình đánh giá rằng nếu như bạn nào chưa thử hai phiên bản này thì tốt nhất là bạn nên thử qua ở phiên bản này. Nó sẽ nhẹ nhàng hơn và nó sẽ là một cái bước thang để các bạn có thể tiếp cận tới phiên bản Dior Home Intense này. Đó. Và về cái độ bám tỏa của em nó thì em này bám tỏa nó có phần tốt hơn phiên bản Sport một chút thôi, nó không quá nhiều. Và cái phiên bản này thì mình nghĩ rằng nó không quá là lịch sự, nó không quá là sang trọng. Kiểu nó không bị đặt vào cái vấn đề là bắt buộc bạn phải ăn mặc nó phải sơ mi quần nâu ấy. Các bạn có thể mặc cái chai nước hoa này lên người đi hẹn hò, đi cà phê, chỉ cần không yêu cầu quá lịch sự là được. Đó, thì phiên bản này nó sẽ làm rất tốt. Và phiên bản này là một phiên bản mình khuyên các bạn nên sử dụng vào mùa hè khá là ok. Mùa đông nó có phần hơi yếu một chút. Với cái phiên bản mới hiện nay của chai nước hoa này thì nó đã loại bỏ nốt hương hoa diên vĩ rồi. Thì có những người rất thích cái sự loại bỏ đó bởi vì họ không thích nốt hương hoa diên vĩ. Và mình cũng là một người như vậy. Nhưng mà cá nhân mình thấy rằng khi loại bỏ nốt hương hoa diên vĩ ra thì nó mất đi sự sang trọng, nó mất đi cái sự cầu kỳ của một chai nước hoa. Thì chai nước hoa phiên bản mới thì nó có phần khá là đơn giản và nó không có gì đặc biệt cả. Tại vì hoa diên vĩ nó là một cái DNA, là trái tim của cả bộ sưu tập này rồi. Nên là khi bỏ ra thì mình thấy nó khá là kiểu một chai nước hoa quá là bình thường, nó không đặc biệt nữa. Chính vì thế nên là mình mới sở hữu em nó. Tổng kết lại nhài, nếu như bạn nào trưởng thành thích một cái mùi hương sang trọng, lịch sự nhưng mà vẫn quyến rũ thì đây là lựa chọn các bạn Dior Home Intense. Sử dụng vào mùa đông rất tốt, tránh hạn chế sử dụng vào mùa hè nha. Còn nếu như bạn nào thích cái phong cách của Dior Home Intense nhưng trẻ trung hơn, dễ tiếp cận hơn, nó không quá là nghiêm trọng, nó không quá là nghiêm nghị thì phiên bản Dior Home Cologne các bạn để lựa chọn phiên bản này tìm kiếm. Nếu như bạn thích thì các bạn vẫn thể tìm được trên thị trường. Đó. Còn nếu như các bạn sử dụng phiên bản mới thì cái mùi hương nó không quá đặc biệt thì mình chỉ đánh giá là mùi hương nó rất là khác và mùi hương đó thì các bạn hãy sử dụng mùa hè thôi. Còn nếu như bạn thích một mùi hương trẻ trung nhưng mà nó vẫn có sự quyến rũ của hoa diên vĩ và thích cái dòng nước hoa Dior này thì cái phiên bản Sport này là một phiên bản bạn nên sở hữu. Đến nay thì mùi hương nó cũng thay đổi không quá là nhiều nhưng mà thực sự rằng đây là mùi hương mình rất thích và các bạn nhìn thấy rồi đấy, chỉ còn một chút thôi. Đó là những cái cảm nhận cá nhân của mình về ba chai nước hoa trong bộ sưu tập Dior Home này. Không biết các cảm nhận của các bạn ra sao nếu như các bạn đã sở hữu qua
chai nước hoa nào trong bộ sưu tập này rồi thì các bạn hãy bình luận bên dưới và đừng quên like, subscribe và chia sẻ kênh YouTube của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.